Ok, hôm nay sẽ làm clip về Sharon Rogers. Đây là một trong những nhân vật mà mình thích nhất game, tại vì nó khỏe rất là bền lâu. Là vì nó khỏe từ lúc nó ra đến giờ, lúc nào nó cũng khỏe hết. Kể từ lúc nó là cái con form này, xong rồi đến lúc nó dùng form này nó cũng mạnh, là dùng được cả ở hồi đấy, nó dùng được cả ở PvP luôn, tại vì cái skill số mấy đấy của nó ấy cũng khá là khó chịu, nó bắn một cái quả cầu ra. Cho nên cái này thì vẫn nó cũng khỏe cho PvE, và đến uniform hiện tại thì nó cũng rất là tảm nữa. Và từ lúc cho đến 5 năm chưa hay 5 năm 6 năm gì đấy nó ra là lúc nào nó cũng khỏe hết. Và con này từ giờ đến tương lai cái gì nó vẫn sẽ nâng cấp tiếp, liên tục được nâng cấp. Và năm nay đã năm nay mình nghĩ là năm kỷ niệm 6 năm này nó phải làm uni cho Luna Snow với cả Sharon Rogers, tại vì hai đứa này là nhân vật do người của game làm ra, tên là Daniku làm ra. Thì nhưng mà nó không có, cho nên là nếu mà anh em chưa mua uniform thì cũng nên mua cái này, tại vì nó rất là tởm và rất là rẻ nữa. Thì người mới chơi vào phát là được một con Sharon Rogers tier 2 luôn, và nâng lên có thể nâng lên tier 3. Sắp sắp tới nó cho một cái tier 3 selector mà chưa có thì có thể chọn cũng được. Được rồi, thì Sharon Rogers là một nhân vật cực kỳ dễ chơi. Dùng CTP, có nhất là CTP of Energy, thì nó khỏe và nó có cái chain hit damage, nó rất là ngon cho cái skill số mấy của con này đây, chẳng biết nữa. Nó khác cái nào ngon với cả cái accumulation với cả cái chain hit damage ở đây, skill damage ở đây nữa, thì nó rất là ngon. Được rồi, thì cái loại là đó là Sharon Rogers. Để nói chung một chút, bây giờ mình sẽ nói qua về cái build của mình. Uniform Mythic. Nhưng mà hình như không có cái optional ở đây đâu. Không có cái nào ở đây hết. Tại mình không có một uniform nhiều. Đó. Custom gear thì mình có một cái proc Ignore Dodge 36%, Crit Damage 36% và 200% proc. SOS Stage 12, Overdrive. Ai dùng Power of Angry Hawk hay là Overdrive đều được hết. Type thì cũng max luôn. Mình rất thích cả Sharon cho nên mình nâng hết cỡ luôn, kịch cỡ luôn. Cái này là thứ tư thì đó ở đây, tại vì mình có đủ tất cả những cái Ignore Defense Max này, Skill Cooldown gần Max này, Crit Damage 199 này, Crit Rate là 42, dùng skill số 3, 4 hay 5 gì đấy nó sẽ lại lên 75. Dodge 51 thì mình muốn nó dodge cao để khi mà nó đỡ đòn của đối phương, cái nhận đòn đối phương nó sẽ không bị ăn đòn. Thì bên mình sẽ nói qua một cách chơi của Sharon luôn. À mà đúng, Uru là 1, 2, 3, 4, 5 cái Uru, 3 cái XP liền. Khá máu gà trâu, máu bao nhiêu? 43.000, được phết. Được rồi, Leadership phế, chả có gì. Passive này có Ignore Defense cũng ok, với cả Super Armor nữa cũng rất là ngon. Đánh được cho những cái đứa ví dụ như là Quicksilver đúng không? Tier 2 Passive là có, vừa nãy nói qua là Skill Damage, Damage, Bonus Damage rất là ngon khi mà dùng với cả CP, CP of Energy. Cả cái chain damage nữa. Chả về cái nào có, chả biết. Bây giờ sẽ đi qua số 1 này, không có gì này. Số 2 không có gì. Skill số 3 này nó có cái này là một trong những cái chiêu tấn công dồn mà nó gọi là accumulation đó. Tấn công dồn mạnh nhất game hiện tại. Đó là cứ mỗi bệnh nhân một cái đòn attack nó nhận vào thì nó sẽ tăng 15%. Ví dụ, mình sẽ thử vẽ xem như nào. Lần đầu tiên vẽ trên này. Rồi. Giả sử mình có một cái cột như này, một cột như này, và cứ một đòn nó nhận vào người, một đòn đối phương đánh vào người ạ, Sharon này là nó sẽ tăng 15% ở đây, nó sẽ cộng 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 như này, cho nên gọi cái đấy nó gọi là accumulation. Ok chưa? Mình sẽ tắt đi. Được rồi, thì tắt này đi. Rồi, thì đó là cái chiêu accumulation của Sharon, tức là nó nhận đòn vào và nó để nó tăng damage của nó lên. Mình hay gọi là chưa khổ dâm, tại vì nó ăn đòn vào xong nó mới khỏe đúng không? Ngược lại với cả như Odin chẳng hạn, là nó sẽ dùng accumulation của Odin là cứ một tiêu nó tự dùng đó, tự bản thân dùng bao nhiêu ấy thì nó cộng vào từng đấy, nó dồn vào nhau. Còn của Sharon là ăn đòn vào thì nó mới tăng. Đó, thì đây là skill số 3. Sau đó nó tăng 15%, đúng hết rồi. Với cả ấy, đặc biệt nữa là nó có 100% chance to immunity to all damage, tức là cái đầu tiên á, tức là nó sẽ miễn nhiễm với cả đòn tấn công. Thì khi mà dùng cái này á, mình nhận đòn đối phương mình sẽ không bị mất máu, hiểu không? Tại ví dụ mà dùng accumulation này, nhận chiêu cộng dồn này mà mình vừa cộng vừa nhận đòn mà vừa mất máu thì rất là sida. Thì mình muốn lúc đấy, lúc mà mình vừa có giáp lên mà vừa nhận đòn thì mình không mất tí gì cả, hiểu chưa? Rồi, sang chiêu số 4. Chiêu số 4 này thì nhìn không có gì nhưng mà nó là
hit cực mạnh, đánh cực mạnh luôn, damage cực kỳ to. Và khi dùng cái này rút máu của đối phương cực kỳ tảm. Skill số 5 này thì có hồi máu này, khi mà cancel chậm một chút thì sẽ có hồi máu. Và crit rate cộng 35%, cho nên mình nói là ở đây chỉ cần 40 thôi, là crit rate ở đây chỉ cần 40 thôi là đủ rồi. Đó là chiêu số 5. Rồi, chiêu cuối cùng là chiêu tier 3 này cũng hit cực kỳ mạnh, tảm nhất nhì game. Và nó cũng có 100% immunity to damage này, increase damage 110%, tức là cộng với cả 200%, đây là 320%. Đó, và penetration rồi các kiểu crit damage 100%. Đó, chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua một chút về cái rotation của Sharon Rogers. Thì cái này thì ai chơi vào cũng biết và ai cũng hiểu được. Ví dụ, những đòn đối phương như này, mình phải ấn 3, xong 5, sang cancel xong 4. Nếu mà muốn hồi máu thì sẽ phải ấn khi không cancel 5 sớm vô quá. Ví dụ như 3 này, 5 này, xuống này nó mới hồi máu này, xong đến 4. Thì kiểu thì cái lao từ trên trời rơi xuống cộng với cả cái đòn thứ tư của Sharon nó dồn vào nhau và trở thành một cái combo. Phải thấy cái lao cùng một lúc và cái lao và cái chiêu số 4 cùng nhau đập xuống không? Và nó bùng nhảy lên. Rất là tởm. Khi mà có tier 3 ấy, thì có thể ấn 3, 5, cao số sang 6 như này. Và chiêu số 6 và chiêu số 5 sẽ cộng cùng với nhau và thành một đòn cực kỳ tảm lợi. Thì Sharon thì có thể làm được những gì? Sharon thì chỉ tảm nhất là ở ví dụ như là Grand Giant Boss Raid là ngon này. Mình Full Boss thì không nói nó rồi. Đánh được Khô này, Thanos này. Thằng này thì hơi chật vật tí tại vì nó không có tấn công bằng nguyên tố. Đánh được cả No và Mephisto. Sau đó nữa là Squad Battle. Mình không chơi Squad Battle như bọn khác, cho nên là ở cái này, ở cái cuối cùng bên trái, dưới cùng bên phải đấy á, mình dùng team Sharon. Những đứa nào mà nó giàu, nó có tiền, nó sẽ chơi bằng Luna Snow. Ví dụ như thằng dùng No này. À được, không thằng Luna Snow này. Đây, nhìn Luna Snow này, 6 triệu điểm này. Hay là đu không có Luna. Đây, 4 triệu nữa này, đấy. Đây là nó dùng Luna Snow. Thường là Luna Snow là ngon nhất ở đây. Nhưng mình dùng Sharon, điểm cũng được 4 triệu hay bao nhiêu đây. 4 triệu 7 này cũng khá tảm đúng không? Đó. Những cái mission này thì mình, cái story mode mình cũng dùng Sharon, tại vì Sharon chạy cũng khá nhanh ở đây. Và đại loại là Sharon đâu, ở đâu cũng tảm hết. Thì bây giờ mình sẽ chỉ qua một chút về cái khả năng one shot của Sharon ở đây nhá. Ví dụ nó có thể đi được. Ô, xong cái gì này à, hay quá. Cái này để lâu lắm rồi, cả hàng tháng rồi mới động vào. Đây sẽ thử đánh Thanos 439, không cao nhưng mà dùng được. Mình sẽ đồng team của với cả Captain America và White Fox. White Fox ở đây này thì nó có cái này tăng 60%, cộng với cả khi mà đứng cùng team như này á, thì Sharon sẽ giúp mình chiêu số 3 ở đây. Thấy không, nhìn cái hình tròn đây này. Thì khi dùng co-op nó sẽ dùng chiêu số 3 và Captain sẽ nhảy vào và con White Fox nhảy vào. Nó dồn, nó tăng cái All Defense down lên. Được rồi, mình sẽ thử chạy nhé. Rotation sẽ là co-op cancel một ngay lập tức sang 5 và sang 4. Nhưng phải đợi, nhớ là phải đợi ăn đòn từ Thanos để lấy ít accumulation nữa, một ít cộng dồn nữa. Đây, không một tiếng nhỉ. Để đợi Thanos đánh này. 3 năm luôn. 4. Xì rồi. Cái này là một cái rotation, một cái, tức là cái one shot này của Sharon đó. Khá là khó chơi, ta phải chơi rất quen thì mới làm được. Mình sẽ thử hai lần, không được thì thôi, tại vì chỉ biết là chơi được thôi, chứ còn bây giờ ngồi clip dài quá lại mất hay. Ok, chạy sang như này. 3, 5, 4. Đó, bùm, xong luôn. Cực kỳ tảm lợm và hoàn toàn Sharon này, mình đã xem những cái clip nó one shot cả những cửa 99 Thanos rồi, cho nên là biết nó tảm đến mức như nào. Thì đấy, vấn đề con cái chốt ở cái one shot này á, là cancel từ co-op xong 5 cực thật là nhanh thì nó sẽ one shot được. Tương tự như thế thì đánh được cả No, cả Khô nữa thì cũng one shot được luôn và chơi bình thường cũng được. Nhưng mà nó tương tự Thanos thì không làm gì. Bây giờ mình sẽ làm một ván chạy qua đánh với No cho nó hoành tráng tí. Thường thì mình chơi cửa thứ tư tại vì mình dùng team như này, có Star-Lord với cả Captain America. Captain America thì có hai team up với cả hai đứa này luôn, thì nó cho all attack 5% đây và hai lần all attack là 10% đúng không? Cho crit damage nữa cũng không cần.
Bây giờ thử sẽ mình sẽ thử đi lên cửa cao lên chút xem nào. Chín được không? Mình chưa thử chín bao giờ đâu. Thì mình sẽ để cho một team khác, ví dụ như là thì phải có con này là support phải nhất của mình, tại vì Mystic của mình có cái CTB Inside ở đây là tăng 20% damage to super villain và cộng với cả một đống buff ở đây nữa, 45% ở đây nữa này. Đó thì đó là lý do mình dùng Mystic. Sau đó có team của thằng cu này nữa, của Cyclops, nó tăng 65% on attack. Thì bây giờ mình sẽ cho thằng cu này vào. Mình dùng team như này, tạm tạm thôi. Thêm một đứa này đi. Thêm này đi. Ok. Mình chưa dùng Sauron ở cửa 9 bao giờ, tại bình thường cửa 9 mình dùng No với cả dùng Moonstone để đập, cho nên mình cũng không để Sauron có khả năng chơi cái này không nữa, để thử xem. Đợi 5, đợi vài giây. Xong 3, 5. Ăn đòn. Ăn đòn tiếp. 4. Đó. Dùng được mấy cục máu. Ăn đòn này. Đó, ăn đòn, ăn cái đòn đấy của No và là sẽ khỏe hơn. Mình sẽ dùng cái chiêu co-op này để cái lòng này của No nó không đập được mình. 5, 6. Đó. Khá chậm nhỉ. Tại trên nãy chưa ăn được phát nào, tại vì No nãy là nó không đánh mình. Nhưng một khi mà nó đánh á, là có thể thấy là cái damage của mình nó cao hơn hẳn luôn. Thường ấy nó sẽ có một cái gọi là cái xúc tu nó đập từ trên trời xuống thì phải đợi, nhưng khi đợi cái đấy mình không muốn đợi, mình đập luôn. Xúc tu bên phải á, đó, bây giờ đập xuống này mình sẽ căn đập vào người mình, sẽ dùng chiêu số 3. À, đó, stun một lúc nhưng mà không sao, sẽ dùng 6 ở đây. Và damage nó sẽ rất là tởm, đó, thấy chưa, ăn đòn là như vậy đó. Nó đập đòn vào mình này, đập đi, rồi. Đó, để cho 1-2 vào để chơi một cục xúc một chút cũng được. Đánh đòn này. Đó. Khi mà chơi No mà đến hết cái phase đầu tiên mà hết 30 cột máu á, mà vẫn còn 3 phút 30 giây như này ấy, là đảm bảo mình sẽ qua được hết, chơi được hết cửa này. Khi mà No ra khỏi ghế này, mình sẽ dùng 3 năm và dùng co-op để mình hồi máu này. Mình sẽ quay lại như này, nó sẽ rơi vào cái vũng năm của mình, thế mà nó sẽ vẫn ăn đòn. 3, 5, 6. Cái số 6 này thì nhiều khi thế bảo là nó cũng có cái accumulation, cái cộng dồn của nó riêng, cho nên là không cần ăn đòn cũng được, nhưng mình ăn đòn cho chắc. Bây giờ nó sẽ thả này thì mình chạy không? Hồi máu này, thấy không? Kể cả cột máu nó rụt xuống như vậy vẫn hồi được rất là tốt. Sau đó nó có đủ kit của nó, cái đội, cái combo của nó, cái build của nó có đủ hết các cái đồ luôn. Năm này, hồi máu rất là an toàn. Và khá trâu nữa. Quả này proc hơi chậm thì thôi, anh mất tí. Khi mình dùng siêu số 3 mình sẽ không lo mất, không nhận đòn thủ đối phương, tại vì nó có immunity to all damage. Đấy, hồi dần lên thôi là lại đầy, là gột máu rồi, nãy giờ gần hết, loại chết gần chết, đúng không? Chạy xung quanh, và cửa này mình thấy, có thể thấy là mình không thể đổi người chút nào cả, chưa cần đổi người phát nào. Để skip lên face xong dòng nhé, xem được không? Ấn đù, chết rồi, chưa mất gần quá. Hôm nay lại là hiểu ý, còn 2 phút nữa mà còn có 10 giây, 10 cột máu thì kiểu gì cũng ăn được, thì đó là... Sharon rất là tảm. Con của mình thì không phải là đứng đầu hay gì cả, tại vì mình thậm chí không có CTP hoặc energy reforge CTP như Moonstone này, nó có reforge này là nó đập cực kỳ tảm luôn. Sharon có nhưng mà dùng hơi khi bạn dùng hơi khó, nhưng mà mình cũng chưa thử bao giờ. Mình còn thường một cái CTP ở đây, nếu mà thì mình phải đợi xem là muốn mở được không, vừa rồi thì phải đợi xem là nếu mà Mephisto á mà nó dùng rage thì mình sẽ phải tụt Rage từ Rogue ra, tại vì mình Rogue thành thấy dùng khá yếu khi mà có dùng Rage này. Hoặc là nếu mà Mephisto cần phải dùng Energy thì mình sẽ đập từ Energy này vào cho Mephisto. Hoặc nếu mà Mephisto dùng hết lửa, nó sẽ phải cần CTP of Judgment đó, thì đành chịu thôi, tại vì mình đích có Judgment thì phải đợi. Khá là chán, tại vì
cày bao lâu rồi không có Judgment, tại vì Judgment rất là ngon. Được rồi, thì đó là Sharon Rogers. Nhìn mới biết nó cảm như nào, lại cánh cửa 9 đô như không. Mà mình chỉ có, quên mất không nói là mình có 2% Pierce ở đây. Thì đó, đánh được cả nô, đánh cả Thanos, one shot Thanos 40 như không và hoàn toàn đi cao hơn nữa. Tại hiện tại mình không mở được cao lên cho nên mình chỉ dừng ở đây thôi. Còn đánh được cả thằng cu này, đây là sau đó là một trong những clear hàng ngày của mình luôn, đánh cực kỳ dễ, cực kỳ nhanh. Mình chơi cửa thứ tư cho nhẹ nhàng nhưng mà nó, hoàn toàn nó có thể đánh được cao hơn nếu mà mình đập một team hẳn hoi cho nó. Thì đó chính là Sharon Rogers. Cảm ơn anh em đã xem.